Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ Tấn đang đứng trong cái quán cà phê mới xây, rất là mới nè, mát mẻ, sạch sẽ. Ở đây á là đường số 17 Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh nha. Quán cà phê này tên là Ngọc Hân. Thì bữa nay á Tấn quay video này là không nói về chuyện mua bán nhà đất nha cô chú anh chị, mà Tấn sẽ gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai ý. Ý thứ nhất á là giới thiệu cái quán cà phê này mới xây, mới mở nè, là sạch sẽ, mát mẻ và có võng nữa, thoải mái lắm. Có thể tới đây nghỉ trưa hay là tới đây làm việc cũng được. Có bàn nè, có chỗ ngồi, có võng nằm ngủ trưa rồi nè cô chú anh chị. Và cái ý thứ hai nữa là anh Nghiệp, chủ quán cà phê á, là có nhận thầu xây dựng những cái quán cà phê giống như thế này, hoặc là xây dựng nhà ở. Đây là mặt tiền của quán nè cô chú anh chị. Quán giải khát thư giãn Ngọc Hân, có sân vườn thoáng mát. Hẻm 17 đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đây, cách đường Nguyễn Lương Bằng là có 100m thôi nha. Từ ngoài đường Nguyễn Lương Bằng đi vô đúng 100m là quán bên phía tay trái nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn quay á, trời mưa lâm râm. Cô chú anh chị coi bầu trời ngày hôm nay nè. Hồi sáng sớm là trời đã mưa rồi nha. Bây giờ Tấn quay là buổi trưa, trời tiếp tục lại mưa lâm râm nữa. Thì anh Nghiệp á là có nhận xây dựng nha cô chú anh chị, xây quán rồi xây nhà. Ngoài ra là ảnh có làm dịch vụ cầm đồ thành nghiệp nè, cầm các loại là đăng ký ô tô, xe máy, sổ nhà đất. Thì Tấn báo luôn cái chi phí của quán cà phê này để cô chú anh chị tham khảo ha. Diện tích đất á là 5 x 86. Đó, chiều ngang 5 thôi mà chiều dài tới 86 lần, rất là dài luôn. Thì cái chi phí toàn bộ mà anh Nghiệp xây được cái quán cà phê này á là 710 triệu. Thì 710 triệu là cái chi phí xây dựng nha cô chú anh chị. Cái đường ở trước á khá là rộng, với lại hai bên là đất trống nữa, cho nên là khách tới đây uống cà phê á, có đi ô tô, xe máy đồ thì để xe rất là rộng rãi nha. Có nhà banh dành cho mấy em nhỏ luôn nè. Chỗ này giống như là phòng khách của nhà vậy đó. Thì chỗ này anh Nghiệp xây á là kiểu như là vừa nhà ở vừa quán cà phê luôn nha cô chú anh chị. Ở phía trước đây là có thể làm nhà ở nè, còn khúc sau á là cà phê võng. Dán gạch men rồi nè, cái hành lang đi xuống á thì lát gạch vỉa hè ha. La phong là từ trước ra tới sau luôn nha. Mấy cái chòi là cũng được la phong luôn, cho nên mát mẻ lắm. Có một phòng ngủ chỗ này. Tiếp theo nữa là khu vực nhà bếp nè. Trời đang mưa nha cô chú anh chị. Tiếp theo nữa là hai cái nhà tắm toilet. Và ở phía sau á là có thêm hai cái nhà tắm toilet nữa. Thì cái chi phí 710 triệu á cô chú anh chị, đối với quán cà phê này á là bao gồm nhà và quán luôn. Thì cái chi phí xây dựng 710 triệu á là cái chi phí để cô chú anh chị tham khảo. Cũng như diện tích đất của mình nó bự hơn á thì có thể là chi phí cao hơn, còn nếu diện tích đất nhỏ hơn thì chi phí nó sẽ ít lại ha. Cái quán của anh Nghiệp thì được cái là chiều dài. Chỗ này có đèn nữa nè mà Tấn chưa mở đèn nè. Đó, rồi mỗi chòi như thế này là có tới hai cái quạt ha. Ngồi làm việc, ký giấy tờ hay gì đây, rất ok nha. Mỗi chòi thì có tới ba cái võng. Rồi có trồng cây kiểng đâu nè, nhìn mát mẻ. Cái tường thì dán gạch men hết luôn. Rồi có mái che, cối lưới lan nữa nè. Cái không gian á khá là thoáng nha cô chú anh chị. Thoáng mát. Và quán mới xây nữa, sạch sẽ. Định vị Google Map của quán Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị nhà ở gần đây, hay là có công việc ở đây, hay là người ở xa, có về ngang khu vực này mà mình muốn nghỉ trưa thì có thể ghé lại quán ha.
hay là vô đây để bàn công việc đồ cũng được. Ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đồ vô đây làm việc cũng ok nha. Mỗi cái chòi thì có một cái bức tranh phong thủy như thế này nè. Đây, từ phía sau nhìn tới phía trước. Có đèn chớp rồi nữa ha. Rồi ở sau là có thêm hai cái nhà tắm toilet nữa nè cô chú anh chị. Ngoài đây là lavabo, gương. Thêm hai cái toilet nữa ha. Và cái sân vườn ở phía sau. Trời đang mưa lâm râm nha cô chú anh chị ơi. Bữa nay anh Nghiệp khai trương quán này mưa lâm râm vậy là tiền vô như nước rồi. Đó, có xây tường bao bọc xung quanh. Chuẩn bị mưa lớn luôn nha cô chú anh chị. Chúc anh chị chủ quán là kinh doanh phát đạt nha, tiền vô như nước nha. Thường mưa vậy là phong thủy tốt dữ lắm nè. Tấn đếm thử coi trong đây là có tất cả mấy chòi ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái chòi. Và trong chòi á, ở trên đó là lập tôn khung sắt. Ở dưới là có la phong nè đó. Mỗi chòi là có hai cái quạt. Thì cái không gian là nó thoáng mát và mới. Thường thường Tấn đi uống cà phê cũng hay lựa mấy cái quán mà mới mới rồi chứ anh chị, cho nó sạch sẽ. Cái quán này là đáp ứng được nhu cầu ha. Vô đây mình vừa uống cà phê, vừa bàn công việc đâu cũng được. Rồi, mưa lớn luôn rồi cô chú anh chị. Vị trí Google Maps của quán Tấn sẽ để cái đường link trong phần mô tả nha. Nói chung vị trí là dễ biết này. Đường 17 Nguyễn Lương Bằng. Từ ngoài đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng đi vô có 100 mét thôi. Quán cà phê Ngọc Hân. Cô chú anh chị đi tới đây mà có dẫn theo em bé thì có nhà banh nữa nè. Để cho mấy em bé chơi đây ha. Có nhà banh rồi có đèn led chớp chớp nữa. Mấy em nhỏ khoái lắm. Thì cái quán này cô chú anh chị thấy á, là chiều ngang 5 mét thôi. Nhưng mà chiều dài á, là tới 86 mét nha. Thì cái chi phí xây dựng là 710 triệu để cô chú anh chị tham khảo. Cũng như diện tích đất của cô chú anh chị có nó rộng hơn, chúng ta làm cái sân vườn nó bự hơn á thì có thể chi phí nó sẽ cao hơn. Còn nếu diện tích nhỏ hơn thì chắc chắn là chi phí sẽ ít rồi. Nói chung là còn phụ thuộc vào vật tư nè, với lại diện tích đất của cô chú anh chị. Nếu mà muốn xây quán ha thì cứ liên hệ gặp anh Nghiệp. Nè, số điện thoại của anh Nghiệp nè. Thì chỗ này á vừa là quán cà phê Ngọc Hân và vừa là dịch vụ cầm đồ Thành Nghiệp. Đó, số điện thoại của ảnh là 0395 061 000. Địa chỉ số 10A hẻm 17 ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Cái đường ở trước á khá là rộng cho nên là khách tới đây đi ô tô có chỗ đậu nha. Này như xe Tấn đậu nè, đó rộng rãi thoải mái. Rồi xe máy rồi á, có thể đậu trong sân của quán luôn nè. Thì trong video này Tấn chia sẻ hai ý. Thứ nhất là một cái địa điểm quán cà phê mới mở, là cô chú anh chị và các bạn có thể tới đây nghỉ trưa, tới làm việc, hay là tới giao dịch nhà đất cũng được. Rồi cái ý thứ hai nữa là anh Nghiệp chủ quán á, là có nhận thầu xây dựng nha. Ảnh xây quán cà phê hay là xây nhà để ở đó cô chú anh chị. Thì bữa giờ Tấn cũng có quay nhiều cái nhà mới xây của anh Nghiệp á, được cô chú anh chị đón nhận rất là nhiều. Cứ quay lên căn nào là bán căn đó nha, bán rất là nhanh luôn. Thứ nhất là giá rẻ, và thứ hai nữa là cái mẫu nhà nó phù hợp với nhiều người á, cho nên là quay lên là bán nha cô chú anh chị. Quán giải khát thư giãn Ngọc Hân, có sân vườn thoáng mát,
hẻm 17 đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đây, cách đường Nguyễn Lương Bằng là có 100m thôi nha. Từ ngoài đường Nguyễn Lương Bằng đi vô đúng 100m là quán bên phía tay trái nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.